Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về vụ mà xử bà dì ghẻ mà đánh con gái mà 8 tuổi của người tình á, mà đến tử vong luôn ở Sài Gòn này các bạn. Thì hôm nay nè, nhiều luật sư đã bào chữa cho Thái và Trang. Không hiểu mấy ông luật sư này sao mà đi bào chữa cho những người này nữa. Mấy ông nói là thôi hãy cho cơ hội để họ sửa sai. Nhưng hội đồng xét xử nói là giống như bây giờ bé đã không còn nữa rồi, sửa sai là sửa sai cái gì nữa, cho nên vẫn y án mà thi hành. Cụ thể trong bản tin ngày hôm nay là xét xử dì ghẻ hành hạ bé 8 tuổi đến chết, viện kiểm soát nói không có gì có thể bù đắp được. Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái mong được giảm nhẹ hình phạt để khắc phục hậu quả, nhưng viện kiểm sát cho rằng nạn nhân đã không còn, không có cái gì để khắc phục nữa đâu, bù đắp cái gì. Chiều ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 27 tuổi quê ở Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác, và Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 về tội mà che giấu tội phạm. Sau khi các luật sư tranh luận và theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Trang và Thái, đại diện viện kiểm sát nói đây là vụ án vô cùng đau lòng, không có gì có thể bù đắp được, khắc phục hậu quả cho bị hại, và hành vi của Trang là quá tàn ác, cần phải cách ly khỏi xã hội. Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái mong được giảm nhẹ hình phạt để khắc phục hậu quả. Viện kiểm sát nói rằng bé A đã không còn thì có cái gì để khắc phục được, nên không đồng tình với đề nghị của luật sư. Về kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người, viện kiểm soát cho biết, theo kết luận giám định ngày 22 tháng 12 năm 2021, Thái đã yêu cầu Trang dừng đánh A đưa đến bệnh viện cấp cứu, nên Thái không có ý định mà giết cháu A, do đó không truy tố với vai trò này. Trước đó, các bị cáo thừa nhận có hành vi như bị cáo đã nêu, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ và dữ liệu thu thập được. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Trang né tránh, giữ im lặng, không trả lời về lý do đánh cháu A, nhưng cứ khăng khăng vào lời khai của Thái và các tài liệu đã có đã đủ cơ sở để kết luận về mục đích của Trang. Theo viện kiểm soát, sức khỏe, tính mạng của con người là thiêng liêng bất khả xâm phạm, không ai có quyền tước đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật, nhất là đối với trẻ em. Đây là giống như vụ án hết sức bức xúc dư luận. Đáng lẽ ra cháu phải sống trong gia đình hạnh phúc và được chăm sóc yêu thương của ông bà cha mẹ, nhưng cháu A sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nên quá trình chung sống lẽ ra Trang phải yêu thương bé nhiều hơn, đằng này nó lại như thế. Đỉnh điểm là khi Thái đi làm, Trang tiếp tục đánh bé nhiều lần vào vùng trọng yếu, mà qua hình ảnh camera nhiều giờ liền, Trang không cho bé A mặc quần áo, dùng dây đánh vào người của bé. Đọc tới đây mà nghẹn lòng các bạn, thì không thể nào đọc được nữa. Không hiểu sao mà trên đời lại có cái bà mà tàn nhẫn như vậy, thì không hiểu sao. Nói chung mức án tử hình cho bà ta là kêu quá nhẹ luôn, chứ không phải là hợp lý nữa, đúng không các bạn?